Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Ngày hôm nay là ngày 10 tây tháng 11 năm 2020 thì hôm nay thường muốn dành một ít thời gian để mà chia sẻ với các bạn về cái vấn đề liên quan tới Bitcoin Cash Harford Sẽ xảy ra vào ngày 15 tới tháng 11 Đây là một cái đề tài mà rất nhiều bạn quan tâm đến Thì trước hết thường muốn nói về Harford là gì Tại sao lại có Bitcoin Cash Harford này Và tại sao lại có cái nguy cơ là bị chiêu chuỗi Và những nơi nào đã lên tiếng là sẽ hỗ trợ việc chiêu chuỗi Đây là những cái điều mà thường sẽ chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và nếu như bạn chưa theo dõi Thuần Capital trên những mạng xã hội thì các bạn cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này để tìm thấy những cái thông tin chính thức như là Facebook, Twitter và Telegram. Hay là bạn là một trader thì trước khi mà các bạn tham gia vào một sàn như thế nào các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuần Capital. Và các bạn có thể điền đơn vào nhóm nhận hỗ trợ hay là cái tính thông miễn phí hay là được giảm 20% phí dịch mãi mãi tất cả những thông tin chi tiết nằm dưới cái video này chúng ta hãy trở lại và nói về cái tình hình của Bitcoin Cash Harford thì đầu tiên hết các bạn cần phải hiểu được là Harford là gì nhưng mà nào mà tham gia thị trường crypto này là ít nhất là hai năm qua thì cũng đã từng nghe nói tới rất là nhiều hard fork. Hard fork là một cái cách cập nhật, có nghĩa là hard fork này là một cái cách mà các bạn có thể là cập nhật nâng cấp mạng lưới. Các bạn có thể có hai lựa chọn, một là soft fork, hai là hard fork khi mà các bạn cập nhật sub có nghĩa là cái phiên bản cũ phiên bản mới thì có thể tích hợp được với nhau nhưng mà không phải lúc nào các bạn cũng có sự lựa chọn là có thể dùng sub để mà cập nhật mạng lưới có rất nhiều điều các bạn cần phải cập nhật bằng cách là sử dụng hard fork thì hard fork này là một cái cập nhật mà phiên bản cũ phiên bản mới là không có thể nào dễ dàng tương đồng với nhau có nghĩa là phiên bản mới có thể chấp nhận được những cái dữ liệu từ phiên bản cũ nhưng mà ngược lại sẽ không được thì đây là một trong những cái cách cập nhật mà nhiều người cho là có mang tính cách nguy hiểm hơn đương nhiên nhiều khi cái đầu phát triển không còn cách nào khác ngoài trừ là sử dụng hard fork để mà nâng cấp mạng lưới mà thôi. Thì đồng Bitcoin Cash đã có một cái ngày hard fork kế tiếp là ngày 15 tây tháng 11 của năm nay, có nghĩa là còn vài ngày nữa thôi thì sẽ xảy ra cái cuộc hard fork này. Và mỗi lần mà kịp nhật bằng hard fork thì có cái nguy cơ là cái chuỗi có thể là bị tách ra làm đôi nếu như mà chúng ta có nhiều phiên bản khác nhau thì trước hết là thường phải chia sẻ với các bạn liên quan tới đồng bịch concast này lịch sử như thế nào Như mà nào mà tham gia thị trường này trong vòng 3 năm qua thì chắc cũng đã biết lịch sử của đồng bịch Concast Các bạn nhìn vào Coin Market Cap thì Coin Market Cap bây giờ cho chúng ta thấy được là đồng bịch Concast là đứng hạng thứ sáu. Đồng bịch concast này là bắt nguồn từ đồng bịch đồng BTC đứng hạng đầu tiên thì chúng bạn cũng đã biết là năm 2016 thì đã bắt đầu có những cái cuộc tranh cãi trong nội bộ của đồng Bitcoin. Lúc đó là có rất nhiều trường phái khác nhau, các bạn cũng đã biết là chúng ta có Bitcoin Unlimited, Bitcoin ABC vân vân. Và cuối cùng các bạn thấy được là có hai trường phái nổi lên rất là lớn. Một bên thì nói là chúng ta cần phải có cái công nghệ Segwit đó chính là cái đồng bitcoin hiện bây giờ bên kia thì nói là không đồng ý với cách phát triển này cách phát triển là cần phải có cái lóc có cái dung lượng lớn hơn khi mà lóc có dung lượng lớn hơn thì có thể chứa được nhiều giao dịch hơn đây mới là cách mà phát triển lâu dài của đồng bitcoin và hai bên đã tranh cãi kịch liệt và cuối cùng dẫn đến là khi mà cái ngày hai phố cái đồng bitcoin nâng cấp kế tiếp à, để mà nâng cấp xác thì để dẫn đến là cái chuỗi bị chia ra làm đôi cho nên chúng ta mới có đồng Bitcoin và đồng Bitcoin Cash bây giờ Và cái chuỗi mà được nhiều người ủng hộ nhất, cộng đồng ở lại nhiều nhất và nhiều thời đại ủng hộ nhất Đó chính là cái đồng Bitcoin BTC mà chúng ta thấy ngày hôm nay Cho nên đồng đó tiếp tục dẫn đầu trên thị trường này vẫn là đồng Bitcoin chính thống Đồng còn lại mang tên là Bitcoin Cash Thì đồng Bitcoin Cash này sau đó cũng đã bị cái sự chia rẽ trong chính cộng đồng của đồng Bitcoin Cash Dẫn đến là năm 2018 cuối năm, năm 2018 cách đây 2 năm thì cũng thời gian này các bạn thấy được là cũng là ngày 15 tây khi mà bài viết này được chia sẻ thì lúc đó các bạn thấy được là đã có một cái nội chiến ở trong cộng đồng của Bitcoin Cash khiến cho đồng Bitcoin Cash bị chia làm đôi đó chính là Bitcoin Cash SV và Bitcoin Cash ABC và cả hai đồng này bây giờ các bạn thấy là vẫn tiếp tục tồn tại Bitcoin Cash ABC đó chính là cái đồng Bitcoin Cash các bạn thấy hiện bây giờ đứng hàng thứ sáu còn đồng Bitcoin Cash SV đó chính là đồng thứ hạng thứ 11 Bitcoin SV hiện bây giờ cho mình thấy được là đây không phải lần đầu tiên mà cộng đồng của Bitcoin Cash bị chia rẽ và lần này thì lại có thêm một cái sự nổi gì trong cộng đồng Bitcoin Cash nữa và có hai trường phái lớn mà các bạn cần phải hiểu dẫn đầu bởi hai cái đội lớn thứ nhất gọi là BCHN hay là Bitcoin Cash No thứ nhì là Bitcoin Cash ABC thì ngày 15 tháng 11 này là cái ngày cập nhật hai phố kế tiếp của Bitcoin Cash và hai đội này thì có hai quan điểm khác nhau trong cái đợt cập nhật này thì có rất là nhiều cái điều sẽ được cập nhật nhưng mà cái điều mà nhiều người cho là dẫn đến cái sự bất đồng cộng đồng nhiều nhất đó chính là cái đội Bitcoin ABC thì đưa ra một cái đề xuất là sẽ đánh thuế 8% cho những cái thợ đào có nghĩa là thợ đào đào ra được một lóc thì sẽ được thưởng đồng bịch con cá trên mạng lưới nhưng mà đồng bịch con cá trên mạng lưới đó khi mà họ được thưởng họ sẽ bị đánh thuế 8% phần trăm và tám phần trăm này dùng để làm gì 8% phần trăm này sẽ để vào một cái quỹ để mà phát triển mạng lưới của bịch con cá sau này có nghĩa là đưa vào công quỹ để sử dụng cho việc công sau này đây không phải là một điều gì mới các bạn thấy được là nhiều đồng cũng có cái chế độ tương tự như là các bạn thấy được là đồng Zcash đồng Zcash thì cũng có cái chế độ tương tự là mỗi lần mà các bạn đào thì một phần sẽ được đưa vào một cái quỹ phát triển cộng đồng Một cái công quỹ sau này Nhưng mà cái quỹ này sẽ được bảo quản bởi đội Bitcoin tại EBC Và nói chi tiết hơn là cái người mà nắm quyền trong cái quỹ này Sẽ là một người tên là Omori Suchet thì đương nhiên các bạn thấy được là đây là một cái đề xuất mà khiến cho nhiều thời đào không có vui tại vì đương nhiên các bạn là thời đào các bạn đào được bao nhiêu thì muốn một túi bấy nhiêu chứ các bạn không có muốn là trích ra 8% đưa vào cái quỹ phát triển mà được quản lý bởi đội Bitcoin ABC cho nên các bạn thấy được là đã, đã xảy ra sự tranh cãi và cái đội BCHN Bitcoin Casino thì không đồng ý với cách làm này vì lý do đó ngày 15 tây tháng 11 nếu như mà cái sự bất đồng này không được giải quyết đến thời điểm bây giờ thì hầu như là không thể giải quyết được chỉ còn có vài ngày nữa thôi nếu như mà không đi giải quyết tới ngày đó mà chúng ta thấy cái sự ha fork xảy ra mà có hai phiên bản chạy thì sẽ dẫn đến là cái chuỗi của Bitcoin Cash sẽ bị tách rời ra làm hai cái chuỗi. Đây chính là cái vấn đề liên quan tới Bitcoin Cash hard fork mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Tại sao mà nhiều người quan tâm đến à, tại vì lần này có thể dẫn đến cái sự chia chuỗi thêm một lần nữa sẽ dẫn đến là sẽ có hai đồng Bitcoin Cash nhưng mà hai đồng Bitcoin Cash này đồng nào mới được Bitcoin Cash chính thống Thì bây giờ chúng ta không biết khi mà tách rời ra thì đồng nào mà được sự ủng hộ nhiều nhất từ những thời đào Thì nhiều người cho đó là cái đồng mà chính thống là Bitcoin Cash Đồng còn lại sẽ có một cái tên khác Và cái đồng mà được nhiều thời đào ủng hộ nhất sẽ tiếp tục lấy cái ký hiệu là BCH Đồng Bitcoin Cash và sẽ tiếp tục là cái chuỗi dài nhất Ở trên mạng lưới của Bitcoin Cash và tiếp tục phát triển sau này Và cho đến ngày hôm nay thì các bạn thấy được là cái thông tin mới nhất tình thuận không có kiếm có nhưng mà cái thông tin gần đây nhất chúng ta nhận được đó chính là thông tin là cuối tháng 9 mới đây thì cho tới thời điểm đó 82% của những thời đào đã đưa ra cái thông tin là sẽ ủng hộ BCHN có nghĩa là ủng hộ Bitcoin Casino cái chuỗi mà sẽ không có 8% thuế Cái mà thấy là đương nhiên rồi Tại vì thời đào họ sẽ không có muốn chi ra 8% này Họ muốn đào bao nhiêu Thì bỏ túi bấy nhiêu Thì các bạn thấy được là Làm sao chúng ta biết là 82% của những thời đào ủng hộ Bitcoin Casino Thì cũng rất đơn giản Mỗi lần một thời đào họ đào ra một lóc Họ sẽ để lại cái ký hiệu trên đó là họ ủng hộ cái phiên bản nào và rất nhiều thợ đào đã đưa ra cái thông tin là họ sẽ ủng hộ Bitcoin Casino không ủng hộ Bitcoin ABC tại vì họ không muốn chia ra 8% đưa vào công quỹ. Đây là một điều mà hiển nhiên thôi. Cho nên cho đến thời điểm bây giờ thì nhiều người tin tưởng là nếu như mà bị tách ra làm đôi thì BCHN cái phiên bản của Bitcoin Casino sẽ là cái phiên bản chính thống của Bitcoin Cash. Đương nhiên với những cái sự mà tranh tranh cộng đồng này tới khi mà các bạn thấy là chia chuỗi ra thì rồi mới biết được là những thời đạo thực sự ủng hộ ai và những thời đạo sẽ chạy cái phiên bản nào Thì đến ngày đó chúng ta sẽ không có biết được nhưng mà một trong những điều mà cần phải hiểu là nếu các bạn đang lưu trữ những cái đồng bịch concast cash trên sàn giao dịch thì họ sẽ bắt đầu là trước ngày 15 tây sẽ đưa ra cái quyết định là sẽ không cho các bạn gửi và rút đồng bịch concast cash tại vì sao tại vì tuy là cái lần mà cập nhật này nó có một cái chế độ gọi là replay protection replay protection có nghĩa là khi mà cái chuỗi nếu như bị bị tách rời ra bây giờ ta vẫn không biết được nhưng mà cơ hội rất cao là chuỗi bị tách rời ra thì khi một chuỗi bị tách rời ra thì các bạn thấy được là các bạn sẽ có cái địa chỉ ví ở cả hai chuỗi tại vì trước cái ngày tách rời thì vẫn là một mạng lưới cho nên những cái giao dịch của các bạn những cái ví của các bạn trên cái mạng lưới hiện bây giờ khi mà chuỗi bị tách rời ra thì các bạn sẽ có hai phiên bản và hai phiên bản đó là có cùng một địa chỉ ví, có cùng một cái khóa cá nhân sẽ dẫn đến là nếu như mà các bạn sử dụng đồng bịch con Cash trên một chuỗi thì cái người bên kia có thể là lấy cái khóa cá nhân của các bạn mà sử dụng trên cái chuỗi còn lại đây là cách hiểu đơn giản nhất tại vì hai cái chuỗi đều tồn tại song song với nhau sẽ có một cái địa chỉ ví cho nên điều này sẽ dẫn đến cái nguy hiểm là bị chi tiêu trên một chuỗi sẽ dẫn đến là chi tiêu chuỗi còn lại nếu như mà có người nào đó thực sự là muốn lấy cái ví của các bạn, lấy khóa cá nhân để mà sử dụng bên chuỗi còn lại Tuy là lần này nói là cái đợt tách rời này sẽ có replay protection để mà bảo vệ người dùng trong cái vấn đề này nhưng mà những sàn dịch họ cũng sẽ cẩn thận hơn và sẽ không cho các bạn gửi hay rút trong cái thời gian trước ngày Harford cho đến khi nào mà họ cảm thấy mạng lưới an toàn thì lúc đó họ mới cho các bạn sử dụng thì bây giờ chúng ta hãy nói tới điều mà nhiều bạn quan tâm tới nhất là bây giờ là mình đang để đồng Bitcoin Cash trên sàn thì cần phải xử lý như thế nào? Thì thật ra không phải sàn nào cũng đưa ra cái thông báo, thực ra đưa ra một cái thông tin ngày hôm qua, các bạn thấy được là cái thông tin ngày hôm qua là thuận thu thập được từ rất nhiều trang web cho các bạn thấy được là bây giờ thì một số sàn đã lên tiếng là họ sẽ xử lý cái kho phố này như thế nào? Các bạn để tiền trên sàn nào thì có thể nhận được cái đồng Mới nếu như bị tách rời Thì các bạn thấy được là crypto.com và hobby thì nói là họ sẽ hỗ trợ chuỗi nào được sự ủng hộ của cộng đồng, có nghĩa là cái chuỗi nào mà được nhiều thợ đào ủng hộ nhất, họ sẽ hỗ trợ chuỗi đó. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu như mà bị tách rời ra mà cái chuỗi mới đó rất là yếu không được sự ủng hộ của cộng đồng thì có thể là crypto.com và hobby sẽ không có hỗ trợ chuỗi đó và chỉ hỗ trợ cái chuỗi nào mà được nhiều cộng đồng nhất. Có thể là các bạn chỉ có một đồng Bitcoin Cash mà thôi sau khi mà tách rời. Cộng đồng mới có thể là các bạn không nhận được tùy theo tình hình kế tiếp thì binance và get.io thì hai sàn này nói là sẽ hỗ trợ chuỗi mới trong trường hợp chuỗi bị tách ra có nghĩa là sao có nghĩa là nếu như mà bị tách rời mà có chuỗi mới tiếp tục tồn tại thì binance và get.io sẽ cho các bạn cái đồng mới Kraken và FTX thì nói là họ sẽ hỗ trợ cái chuỗi mới nhưng mà chỉ khi nào mà tốc độ đào của chuỗi mới bằng ít nhất là 10% chuỗi còn lại có nghĩa là 10% tốc độ đào cần phải có nếu như mà không thì Kraken và FTX sẽ không có hỗ trợ cái chuỗi mới đây là một điều rất là quan trọng các bạn cần phải biết và ngoài trên những sàn này ra thì có một bạn khác hỏi thuận về sàn uh, Bitrex sàn Bitrex thông báo là hiện tại thì Bitrex có quyết định là chỉ hỗ trợ cái chuỗi được sự ủng hộ nhiều nhất từ miners có nghĩa là những thợ đào thì sàn Bitrex nói là sẽ giống như là những sàn như là crypto.com và Huobi họ chỉ hỗ trợ cái chuỗi nào mà được cái sự ủng hộ cộng đồng nhiều nhất chứ họ không có cái ý định là sẽ hỗ trợ những cái chuỗi mới nếu như mà có sự tách rời có nghĩa là bây giờ sàn mà chúng ta biết là chắc chắn sẽ hỗ trợ những chuỗi mới nếu như mà bị tách rời mà các bạn muốn có những cái đồng miễn phí thì chỉ có sàn Binance và cái .io mà thôi còn về phía trước làm thì sao chúng ta đang sử dụng ví chữ lạnh đồng Bitcoin Cash đang để cho ví chữ lạnh thì cần phải làm gì các bạn thấy được là Trezor thì đã nói rất rõ là sẽ không có hỗ trợ nếu như chuỗi bị tách ra thì sẽ không có đồng mới trên ví họ chỉ hỗ trợ một đồng Bitcoin Cash mà thôi và họ sẽ coi coi đồng Bitcoin Cash đó sẽ là đồng nào và Ledger thì nói là bây giờ là chưa có quyết định là chưa nói là sẽ quan sát và hỗ trợ chủ nào hợp lý nhưng mà tất cả các sàn và nhiều cái ví bây giờ thì đều đưa ra cái quyết định là không cho các bạn gửi vào rút trong một khoảng thời gian trước và sau ngày Harford để cho đảm bảo an toàn và đương nhiên những bạn nào mà biết thêm thông tin về những cái sàn khác hay những cái ví khác thì hãy để lại comment ở phía dưới video này để những bạn khác biết được tình hình cũng như là các bạn có thể comment ở trên Facebook, Twitter và Telegram và đây là những cái thông tin mới nhất mà thùng muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới biệt Hard Harford Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.